Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì cả đại gia đình đi ăn tối ở gì nhỉ? Kiến Thụy. Huyện Kiến Thụy. Dài. Bây giờ nói gì đi? Này không nói gì? Không một mét nhưng bố sai mọi người. Bây giờ mọi người cùng xem mình, tí nữa mình sẽ review món ăn ở trên huyện Kiến Thụy. Chim đồi, gà đồi. Rồi. Linh đi sau, đợi. Thôi. Trang lên dưới đầu đi. An ngồi cái mic cô. Cả nhà hành trình từ Đại Hà lên phố huyện. Đúng, đến phố huyện khác nhỉ, nó có đèn. Mình đang lên phê máy. Anh phải bảo em nó. Thì anh nhắn tin bảo. Tí vào đây mua. Đây thì bọn mình đã chỗ đến chỗ chim teo dần quán ở đây. À, thì chim to dần quên. Ui giời ơi, đông có đặt bàn anh ơi. Đi đây. Đưa bố mình với lại mọi người lên đây ăn cái gì vịt gì làm nhà quá cơ vịt gì vịt đây là vịt gì? vịt trời mới gà vàng vịt trời và con vàng. Chắc là phải có chai rượu lép uống ấm bụng cho già được làm tiết canh. Có tiết canh vịt không? Phải uống tí rượu lép cho nó ấm bụng. Không bỏ được cứ để đó. Tí nữa con uống. Bố uống tí. Tí nó đồng độ hết thôi. Không là anh mạnh cái mình nó bắt há miệng nó phà đấy, hôm đi đón con đấy. Là anh mạnh. Anh nên uống tí không? Bây giờ mình phải còn đang đợi hai đứa cháu của mình đang lên nữa thì đồ ăn không nhiều nhưng mà mọi người cũng đói để cho ông ăn rau chứ. Mời mọi người dùng cơm với nhà mình nhé, chị ơi. Cháu. Quay YouTube còn phải đánh cháu hay chỉ đạo mình. Mọi người biết món gì đây không? Tiết canh nè. Bỏ được ra rồi. Mời mọi người nhá. Đây là ngó sen xào ngon không mọi người? Cái gì đây? Bố cứ yên tâm cái chuyện đấy không này nó tăng cảm nên là phải cho đây là con gì vàng đây là vàng hỏng hết trời vịt trời đây là vịt trời đây là một con này em ơi một con. Okay.
vịt này ngon chưa mọi người? Việt Nam mình phải ăn bốc. Xôi chim bồ câu á, ngon lắm. Ngon quá mọi người ơi. Thịt vịt ở đây á, nó ngọt cực kỳ luôn. Và xôi chim bồ câu á, ngon lắm. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Trang Journey. Cảm ơn mọi người.